Rồi, hôm nay mình quay chi tiết cho anh em xem về ngoại thất của cái cặp loa DK đa đan kinh em nhé, với mã VR12L, phiên bản được ProSound phân phối chính hãng tại Việt Nam, đang được bán mới với giá là 22 triệu 500 anh em nhé. Đây là phiên bản hàng đã qua sử dụng, hàng bãi anh em nhé. Thì em thấy là đối với cái dòng loa xịn này, anh em nhìn này, cái nước sơn của nó rất là đặc biệt anh em nhé. Em quay ngoài nắng này cho em có thể ngoài rời nhá. Đấy, nó màu nâu cà phê và nó có ánh kim anh em nhá, có ánh kim nhũ này. Đấy, đem để lấy nét vào đây cho anh em nhìn rõ này, nó có ánh kim. Mới qua cái điện thoại này, quay bằng điện thoại thì anh em có nhìn thấy cái ánh kim của nó không? Đấy, rất là chất anh em nhá. Loa xịn thì phân biệt nó rất là đơn giản, anh em nhìn cái lớp sơn của nó như lớp sơn của ô tô hoặc là sơn piano chẳng hạn, anh em nhìn thấy nó sẽ có ánh kim lên nhá. Ánh kim lên rất là đẹp anh em ạ. Đây là mặt sau, đây là mặt trước nhá. Còn mặt cái căng lưới của nó thì là căng lưới có lỗ ngôi sao ba cánh anh em nhá, tròn ngôi sao ba cánh, nhìn rất là đẹp luôn. Dưới này là một cái tem logo của DK, hàng hãng làm cái tem này rất là chi tiết và rõ nét anh em nhá. Căng lưới sắt bên trong có một tấm lưới nhỏ để chắn bụi nhá. Đây, nó chỉ xây sát một chút thôi anh em nhé, còn rất là đẹp, 90%. Đây là thông số của loa, model này, cái chữ này nó in cũng rất là đặc biệt anh em nhé. Anh em nhìn dưới ánh điện này nó sẽ óng ánh bảy màu luôn, các cái thông số chữ này, model là VR12L nhá, đây series này, DK VR12L 10826630, công suất trung bình 550W này. Đây là độ nhạy anh em nhé, độ nhạy là 133 dB, độ nhạy cực kỳ cao, độ nhạy là cao nhất trong cái dòng loa DK. Anh em để ý xem những cái thông số này là hoàn toàn chính xác anh em nhé. Còn đây là cái SPL, là cái áp lực của loa là đạt 100 dB, 1W/1m anh em nhé, đo khoảng cách 1m và công suất 1W. Đấy, công suất rất là lớn anh em nhé. Sơn đồ đấu là 1+1- này, trừ kháng 8 ohm này. Loa này được thiết kế được bởi Italy anh em nha. Được DK, cái mẫu loa VR12L này là được Italy design và thiết kế anh em nha. Rất là đặc biệt. Đây thông số website dkdadanking.com này, đầy đủ hết nha. Mặt sau này nó bằng cái là một cái lớp mà đồng rất là chắc chắn anh em nha. Màu sơn nhìn cực kỳ đẹp luôn, óng ánh luôn anh em ạ. Ok, đây là ngoại thất anh em nhá. Còn cái bên phần hông này thì nó rất là sâu, sâu anh em nhá. Đây, đây là sâu của loa này, 20 này, 40 nhá, sâu 40 luôn. Nó hình thang sâu 40. Cái thùng loa thiết kế sâu này để đảm bảo cho cái tiếng bass nó hợp âm ở bên trong. Mai trận lông thùng của nó cho cái chất âm ra rất là mềm, sâu. Và DK thì bản chất của nó tiếng hát karaoke rất là nhẹ và hay anh em nhé. Rất là nhiều rồi. Đây là dòng loa bãi đã qua sử dụng anh em nhé. Có một cái tem của DK ở đây. Thì bên em cái tem này thì về bọn em đã phải tháo hết ra để kiểm tra từng chiếc một anh em nhé. Bảo đảm zin nguyên bản cho các bạn nhé. Trên nóc này thì cũng đầy đủ ốc để có thể mình treo đứng loa hoặc là có thể treo nằm loa. Ở đây có một cái vết giá đây, là trong khi người ta sử dụng người ta đã treo. Con này là treo nằm này, con này là treo đứng này. Nó sẽ có cái vết giá này anh em nhé, cái vết vuông vuông này. Còn rất là đẹp anh em nhé.